Nhành dương liễu ban pháp lành khắp cõi, nước cam lồ dập tắt lửa sân si. Ngàn tay ngàn mắt che chở bước con đi, 12 đại nguyện dắt dìu sanh chúng. Đó là hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được Phật Thích Ca thuyết giảng trong Kinh Pháp Hoa Phổ Môn. Trong những lúc khó khăn tưởng chừng như bế tắc, trong lúc ấy nếu có ai thành tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thì mọi đau khổ sẽ vượt qua tất cả, thật cao siêu nhiệm màu. Nơi cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn quy nghiêng, thương đang con chịu đau thương, sống trong bể khổ trầm luân, con quỳ trước mẹ niềm hương, mắt buồn giữ lệ dường thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan Âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước nhành dương xóa sạch bao trần lao, mẹ đã dấn thân vào, con đã quay về nơi đây, hướng từ chiếu tòa mây bay, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương kiểu khổ tự quay về nơi đây, hướng từ chiếu tòa mây bay, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương kiểu khổ từ đây, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương kiểu khổ từ đây, muôn lòng ấm hôm nay, nhánh dương kiểu khổ từ đây. Hiền đỏ đài bao ngày đổi khác, bát cơm thắm tình lòng con hiếu sinh dân, để cho mẫu thân
thương nó lòng, nhưng nào ngờ có ăn được đâu, cơm đưa chưa tới miệng đã quá.